Thú dị sáng ngày 17 tháng 10 năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến dự buổi họp mặt có ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Bà Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Các đồng chí là nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, các nữ lãnh đạo sở ngành, hội phụ nữ các cấp trong tỉnh. 94 năm qua, kể từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng phát triển sáng tạo linh hoạt trong xác định mục tiêu, nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để lãnh đạo phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hòa chung không khí sôi nổi, vui tươi, ấm áp của phụ nữ cả nước với các hoạt động chào mừng kỷ niệm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã định hướng các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực thi đua xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tây Ninh tự tin, trách nhiệm và tiến bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024. Ông Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, đồng thời ghi nhận những đóng góp của phụ nữ tỉnh nhà trong thực hiện nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Nhiều cán bộ nữ đã khẳng định được vị thế của mình trong vai trò lãnh đạo từ tỉnh đến địa phương. Nhiều nữ doanh nhân đã có đóng góp tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị của địa phương. Ông cũng mong muốn phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò vị thế của mình trong công tác ở đơn vị, khẳng định vị trí của phụ nữ trong mọi hoạt động của địa phương. Nhân buổi họp mặt, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cán bộ Phụ nữ hưu trí tỉnh tổ chức chúc thọ các cán bộ phụ nữ hưu trí tỉnh tròn 60, 70, 80, 90 tuổi, trao tặng kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam cho 6 cá nhân trong tổng số 24 cá nhân toàn tỉnh có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng phát triển của phụ nữ Việt Nam.